Lincoln, Infiniti, Cadillac và nhiều thương hiệu xe hơi khác đang đổ dồn về mảnh đất màu mỡ đang tăng trưởng nhanh là Trung Quốc. Nhưng để bắt kịp các nhà sản xuất xe hơi Đức tại thị trường này không hề dễ dàng. Chào mừng đến với thị trường xe hơi lớn nhất thế giới. Bạn có thể cảm nhận nó trong bầu không khí này. Sự bùng nổ trong ngành kinh tế Trung Quốc đã dẫn đến sự bùng nổ của doanh số các xe cao cấp tại đây. Nhưng chỉ khi nền kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu giảm tốc thì một số thương hiệu cao cấp mới nhận ra tiềm năng của nó, đó là Lincoln. Thường được biết đến là chiếc xe của các tổng thống Mỹ và siêu sao. Nhãn hiệu hàng đầu của Ford giờ đây mới đặt chân đến thị trường lớn nhất toàn cầu. Các đối thủ Đức đều tiêu chuẩn hóa mọi yếu tố, mọi khách hàng đều được đối xử như nhau, mọi sản phẩm đều được sản xuất hàng loạt, chỉ khác nhau về kích cỡ. Chiến lược của Lincoln khá khác biệt. Lincoln tạo sự khác biệt và cá nhân hóa đối với từng chiếc xe, từ nóc xe cho đến gầm xe của cùng một dòng xe. Phong cách trong khu trưng bày cũng hết sức độc đáo. Đối với Audi, BMW, Mercedes, ba thương hiệu xe Đức đang thống trị thị trường xe hơi Trung Quốc hiện nay, quy mô bán hàng dường như cũng không được mở rộng. Họ cung cấp hơn 2/3 số xe thuộc phân khúc này, với hơn 1 triệu chiếc xe hạng sang mỗi năm. Nhân viên kinh doanh hàng đầu của BMW là Ian Robertson tự tin rằng công ty của anh sẽ giữ được thị phần đã có của mình. Giờ đây tốt hơn là chúng tôi cần giữ thị phần này thay vì tìm cách mở rộng nữa. Nhưng cũng phải nói trên thị trường cạnh tranh, chúng tôi nhắm đến không chỉ thành công của ngày hôm nay mà còn cả trong tương lai. Người Đức có nhiều lợi thế hơn tại thị trường xe hơi Trung Quốc bởi họ sản xuất ngay tại Trung Quốc nên không phải đóng thuế nhập khẩu hàng xa xỉ. Điều đó cũng có nghĩa là lợi nhuận sẽ không bị cắt giảm. Một số các thương hiệu đến sau cũng đang học theo cách này. Trong khi một số hãng xe có thể đợi doanh số bán hàng tăng lên một cách tương đối mới quyết định mở cơ sở sản xuất tại địa phương, thì những thương hiệu khác như Infiniti của Nissan đang có kế hoạch sớm mở nhà máy tại đây. Chúng tôi đang chuyển từ nhập khẩu sang sản xuất tại địa phương. Quy trình này sẽ được tiến hành nhanh chóng hơn rất nhiều so với bất cứ công ty nào từng làm trước đó. Đây cũng là một biện pháp hiệu quả trong một môi trường cạnh tranh. Nếu không sản xuất tại chỗ thì sẽ khó mà cạnh tranh nổi. Tỷ lệ tăng trưởng trong lĩnh vực xe hơi cao cấp trên thị trường Trung Quốc trong vòng 2 năm tới được dự đoán sẽ tăng gấp 2 lần. Trong khi tốc độ bán xe hơi tại Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại một cách tự nhiên trước tác động của những cơn gió ngược từ tình hình kinh tế chính trị toàn cầu, thì đây không hoàn toàn là tin xấu. Và trong khi một số nhà sản xuất xe hơi địa phương như Red Flag cũng đang muốn tiếp cận thị trường, thì họ lại chưa đủ năng lực để cạnh tranh với các ông lớn trong phân khúc cao cấp này. Điều đó có nghĩa là thị trường xe hơi hạng sang ở Trung Quốc vẫn còn bỏ ngỏ cho các công ty nước ngoài. Giờ đây, vấn đề chỉ là liệu còn bao nhiêu đất trống cho những người mới đến như Lincoln để tham gia vào đường đua một cách muộn màng.